Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một củ bình vôi nhà mình nha, tên gọi khác là củ đồng tiền. Củ này cũng rất là tròn nha, tròn đều luôn nha, không thẹo nha. Cây này là thuộc dạng dây leo như nhà mình, lá của nó này, lá cái đường gân nó này. Cái này lọc non nó mới ra thôi nhà mình nha. Cái này có mã số là 947. Có số đo tổng hoành cái đường kính này mình nha. Là 105. Cái củ cao là 35 nha. Cái này nhà vườn giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 600k bao ship nha. Cho một củ bình vôi đồng tiền. Củ này nó có cái chỏm này. Khá là hay nha. Cây này cũng là một bài thuốc nha mình. Cây này về mình cho nó dây leo cổng luôn cũng rất là ok nha. Hoa chùm cam nha, trái chín đỏ nha mình. Rồi mã số 947. Giao lưu nhanh với nhà mình là 600k bao ship nha. Củ bình vôi đồng tiền. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.